Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào một buổi tối, người dân sống ở quanh nhà anh Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1971, trú khối phố 4, phản ánh về mùi thối phát ra từ căn nhà bị khóa im ỉm. Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi chiếc cửa được mở ra, mọi người đều hoảng hồn khi thấy một người đàn ông đã tắt thở, nằm trên nền xi măng ở phòng ngủ. Trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng. Công an nhanh chóng xác định nạn nhân chính là chủ nhân căn nhà, anh Phạm Ngọc Sơn. Đại thể nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy, vài chỗ bị thâm đen. Tại vùng cổ nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Đây được xác định là nguyên nhân chính khiến cho nạn nhân qua đời. Ngoài ra, phía nách trái và bắp tay trái còn có 2 vết thương nữa. Công an nhận định nạn nhân mất đã được khoảng 4 đến 5 ngày. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là vụ án có tính chất manh động. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp, thì anh Sơn thường ngày vẫn đeo một dây chuyền bằng bạc ở cổ, một nhẫn vàng ở ngón tay trái. Anh có một chiếc xe máy hiệu Future Now, một điện thoại di động và một chiếc ví da hàng hiệu, song trong quá trình khám nghiệm không thấy số tài sản trên. Ban chuyên án nhận định đối tượng gây án phải là người quen biết với nạn nhân mới có điều kiện tiếp cận sử dụng hung khí và ra tay hãm hại nạn nhân, sau đó tẩu thoát một cách êm thấm mà không bị phát hiện. Từ nhận định đó, lãnh đạo ban chuyên án chỉ đạo cho các tổ trinh sát nhanh chóng dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân với những đối tượng có liên quan bên ngoài xã hội để tìm manh mối, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm hiểu, làm rõ từng thời gian, thời điểm liên lạc, nhất là các mối quan hệ bạn bè của nạn nhân với những đối tượng nghi vấn có liên quan. Sự ra đi của anh Sơn đã gây không ít xôn xao dư luận trên địa bàn Đắc Tô, một huyện vùng núi vốn dĩ rất được tiếng là yên bình, tình hình an ninh trật tự được xếp vào dạng tốt. Sau nhiều ngày cho trinh sát tỏa đi khắp các địa bàn, sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, song đã gặp nhiều khó khăn và vẫn không thu được nhiều kết quả. Bởi anh Sơn trước nay sống độc thân, chưa từng lập gia đình, không thù oán, mâu thuẫn với ai. Do hành nghề thợ may nên anh có mối quan hệ khá rộng bên ngoài, song lại sống khép kín với gia đình. Dấu vết dần hé lộ. Chuyên án tưởng chừng đi vào ngõ cụt, song nhờ vào sự kiên nhẫn trong khâu sàng lọc các nguồn thông tin, dù là rất nhỏ mà dấu vết tội phạm dần hé lộ. Đến khi ban chuyên án phát hiện đối tượng tên Lê Phước Hậu, 21 tuổi, trú khối phố 4, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, Kon Tum, nổi lên nhiều nghi vấn. Bởi có nguồn tin cho biết có thấy anh Sơn và Hậu cùng uống cà phê tại một quán giải khát trên địa bàn. Và sau đó thì đối tượng này đã không còn thấy ở địa phương. Nhận định Hậu đã rời khỏi tỉnh Kon Tum, rất có thể sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai để lánh nạn. Nên các trinh sát lập tức chia ra làm 3 mũi, tỏa đi tìm kiếm. Mũi trinh sát đi Quảng Ngãi vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10. Đã gặp được đối tượng Hậu tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Nghĩa là đúng sau 3 tiếng đồng hồ, Hậu đặt chân lên địa bàn này. Phối hợp với công an sở tại kiểm tra hành chính, thì phát hiện đối tượng đang sử dụng cái ví như mô tả của người nhà nạn nhân. Qua một hồi đấu tranh, Hậu đã thừa nhận chính là hung thủ lấy mạng anh Sơn. Thợ cắt tóc, ham chơi, nhác làm. Sinh ra và lớn lên ở Đắc Tô, vì hoàn cảnh khó khăn nên mới chỉ học hết lớp 4. Hậu bỏ học ở nhà chơi, thỉnh thoảng có tham gia làm nông nghiệp cùng gia đình. Khi càng lớn lên, Hậu càng thể hiện bản chất nỗ lực ăn chơi, lười lao động, thường xuyên tụ tập cùng đám bạn xấu, bỏ nhà, đi lang thang. Vào năm 2010, Hậu đi nghĩa vụ quân sự, sau đó xuất ngũ, hắn về địa phương học nghề cắt tóc nam. Tuy nhiên mới chỉ được một thời gian ngắn, Hậu đã gây chuyện, va chạm, mâu thuẫn với thanh niên ở địa phương nên phải bỏ vào Sài Gòn kiếm sống, đồng thời lẩn trốn.
Tuy nhiên tại nơi phồn hoa đô hội, với bản chất ham chơi, lười làm, Hậu đã không thể trụ vững. Không có tiền tiêu xài, Hậu lại tính đường về quê. Đêm ngày 4 tháng 10, Hậu đi xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh về Kon Tum để thăm gia đình tại Đắc Tô. Sáng ngày 5 tháng 10, đến thành phố Kon Tum, Hậu uống cà phê, là cả quán xá. Đến chiều thì đón xe buýt về Đắc Tô. Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2012, như ma xui quỷ khiến thế nào mà anh Sơn lại gặp Hậu khi tên này vừa xuống xe buýt ngay trung tâm huyện. Gặp lại người quen cũ, sau lời chào hỏi, anh Sơn có hỏi han tình hình. Hậu có kể rằng hắn vừa ở Sài Gòn về, vì hết tiền nên chẳng biết đi đâu. Thương cảm cho cánh chim đi lạc, nghĩ dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm, anh Sơn đã rủ Hậu về nhà chơi và bảo sẽ cho tiền để Hậu kiếm kế sinh nhai. Không ngờ chỉ vì lòng tốt của mình mà anh Sơn đã phải mang họa sát thân khi dẫn con hổ đói vào nhà. Hậu đã ở chơi nhà anh Sơn tổng cộng 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 10. Tối ngày 6 tháng 10, cả hai rủ nhau đi uống cà phê, sau đó cả hai về nhà anh Sơn ngủ. Tại đây, trong đêm mưa mịt mùng, ảnh hưởng bởi cơn bão, Hậu đã ngủ không được dù giờ giấc đã quá nửa đêm. Thấy anh Sơn có tài sản, lại ở nhà có một mình, Hậu bỗng nảy sinh ý đồ xấu, ra tay tước đi mạng sống của anh Sơn, rồi lấy hết tài sản và cho rằng đây là cơ hội có một không hai trời ban. Nghĩ là làm, trong lúc anh Sơn đang mê man, Hậu đã sát hại dã man anh Sơn. Hậu vứt hung khí, lục tìm và lấy hầu như những gì mình tìm thấy. Sau đó hắn dắt xe máy của nạn nhân ra ngoài. Trước khi đi, đối tượng còn không quên khóa cửa nhà anh lại để tránh sự chú ý. Dù ngoài trời đang mưa bão, song Hậu vẫn phi xe với tốc độ cao, không ngừng nghỉ theo hướng Sài Gòn thẳng tiến. Đến trưa ngày 7 tháng 10, khi đến địa phận tỉnh Bình Phước, hắn bán chiếc nhẫn vàng cho một tiệm vàng được 12 triệu đồng. Có tiền nhưng hắn vẫn không ngủ nghỉ, Hậu tiếp tục hành trình đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến nơi, Hậu bán tất cả tài sản cướp được để lấy tiền ăn chơi. Sau một thời gian ở đây, cảm thấy lo sợ bị lộ, Hậu chợt nhớ ra có người quen ở huyện Sơn Tịnh nên ra đón xe rời khỏi thành phố. Song hắn không thể nào ngờ công an đang đón lõng hắn tại đây. Sáng 17 tháng 10, trinh sát đã bắt được Hậu khi hắn đang lẩn trốn tại nhà người quen ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Kẻ sát nhân lập tức được di lý về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra, công an Kon Tum. Tại đây, Hậu đã thú nhận hành vi tội lỗi của mình. Với hành vi tàn ác Hậu gây ra đối với ân nhân, gã khó có thể thoát khỏi bản án cao nhất của pháp luật. Ban chuyên án đã gấp rút làm rõ các tình tiết của vụ án, tổ chức cho trinh sát tiếp tục đến các tỉnh thu hồi vật chứng để truy tố Lê Phước Hậu ra trước pháp luật. Bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đều tuyên phạt Hậu mức án tử hình. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, Công an tỉnh Kon Tum đã thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc với tử tù Lê Phước Hậu. Trước khi áp dụng hình thức tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, Hậu và gia đình có đơn xin giảm án, nhưng Chủ tịch nước bác đơn xin giảm án tử hình của Hậu. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.